khoe súng mới mua với chiếc người yêu. Em ơi. Dạ. Hôm nay anh mới mua nhiều súng mới lắm nè. Em thấy có thích không? Anh bắn thử cho em coi. Thế bây giờ anh thử các loại cho em coi nhé. Chữ dịu dàng, từng dòng thư ngây ngô cứ giấu kín trong ngăn bàn. Thầm mong cho đó, đẹp không? Anh tình cờ qua đây, rồi vừa như trông thấy là bàn tay em đây viết những lời. Đứng chỗ anh nè, không bóng nó nổ vào người em bây giờ. Bàn tay em cứ cất giữ bao đêm ngày, mà anh đâu hay vội vàng qua đây, rồi lại về bên ấy. Là dòng thư cho anh này, mong anh hao gầy, lời yêu sao khó nói ra như vậy. Rồi bao lần buồn vu vơ vì người ngu ngơ. Oh, để một em có sao không? Anh chả thương em. Nope. Anh bảo em đứng gọi mà được mà. Anh chả quan tâm đến em. Nope. Thế quay lại đây anh thương em. Chỉ mong một lần anh ơi nhìn về em để. Nani? Nani? お前はもう死んでいる。